sạt lở bờ sông nghiêm trọng, nỗi lo nhà cửa bị cuốn trôi mỗi khi có mưa lũ xảy ra. Mưa lũ tới thì nước chảy xiết, thì nhà cửa dân ở đấy thì hòn thờ. Mỗi năm sạt lở càng lấn sâu vào bờ, nhất là sau mưa bão. Chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Thưa quý vị, năm nào miền Trung cũng xảy ra hiện tượng mưa lớn, bão chồng bão. Trước mùa mưa bão năm nay, với dự báo tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ trong tháng 10 cao hơn từ 10 đến 25% so với mức trung bình của các năm trước, và tháng 11 lượng mưa sắp xỉ mức trung bình các năm, người dân khu vực lại thấp thỏm nỗi lo đất lở, nhà trôi, mùa màng mất trắng. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, các địa phương đang triển khai những giải pháp nào và cần hỗ trợ nguồn lực từ trung ương ra sao? Và đó là nội dung của tiêu điểm nóng cùng V8 ngày hôm nay. Xin mời anh Trần Long. Vâng, xin được cảm ơn chị Thanh Lam. Thưa quý vị, chảy lũ do sạt lở bờ sông là cảnh tượng ám ảnh đối với nhiều người dân miền Trung. Cho dù không muốn đối mặt thì nỗi lo này vẫn đang canh cánh do sạt lở đã lấn sâu vào đường giao thông, nhiều con đê, công trình, trụ sở đất sản xuất. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, trên phạm vi cả nước có hơn 2.200 điểm sạt lở bờ sông và bờ biển với tổng chiều dài là hơn 2.800 km. Riêng các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận là hơn 800 điểm với khoảng 1.200 km, tác động tiêu cực đến môi trường, dân sinh và kinh tế xã hội. Tỉnh Quảng Bình hiện có gần 70 điểm sạt lở đất, đe dọa cuộc sống của hơn 1.400 hộ dân. Qua các đợt mưa lũ, đất sản xuất của người dân mất dần do sự tác động của thời tiết. Từ năm 20 đến giờ là ước tính là khoảng sạt lở 45 mét. Trước đây là có khoảng gần 100 hộ là canh tác, nhưng mà đến hôm nay thì là còn 30 hộ rồi thôi, tức là mình bị lở hết rồi. Còn đây là tuyến đê tả sông Yên, huyện Đông Cống, có chiều dài hơn 6 km đi qua nhiều xã và thị trấn trên địa bàn huyện. Qua thời gian, nhiều vị trí tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng, một số cống qua đê cũng bị sụt lún, không đảm bảo tiêu thoát lũ, gây mất an toàn. Cái đê tả này thì nó cũng lâu đời rồi và chưa được tu bổ, chưa được nâng cấp, cho nên là đến nay thì đê đã xuống cấp. Bây giờ nó đã bị lồng hai bên máng của thành cống. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhiều cái tuyến đê thì nó bị sạt lở, sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất và đời sống của nhân dân. Đến mùa mưa lũ hàng năm, huyện đã có những cái phương án trọng yếu để xử lý, huy động bốn tại chỗ về đất đá vật tư và các vật tư cần thiết để xử lý. Tuy nhiên về lâu dài, tỉnh này, trung ương có những cái hỗ trợ để được xây dựng cái kiên cố hóa cái tuyến đê này. Hiện tại toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 8 km sạt lở bờ sông, nặng khoảng hơn 1,5 km. Theo các chuyên gia, sạt lở trên các tuyến sông ở Thanh Hóa là do cấu tạo địa chất bờ bãi sông ở các khu vực này là đất phá cát, mực nước sông hạ thấp, dòng chảy áp sát bờ, hay do diễn biến mưa lũ bất thường thời gian qua diễn ra thường xuyên liên tục. Mỗi năm, sạt lở đất ngày càng lấn sâu vào bờ. Ở khu vực Bắc miền Trung, nơi ít thì 1 mét, nơi nhiều thì từ 5 cho tới 10 mét. Và dù là khu vực thường xuyên gánh chịu những tổn hại nặng nề về thiên tai, nhưng có không ít nhà ở của người dân miền Trung vẫn chưa đảm bảo an toàn. Hàng trăm ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị sụt lún và cuốn trôi. Chính vì vậy, và cứ vào mùa mưa bão, dọc các tuyến sông ở khu vực này, hàng ngàn hộ dân lại phải di dời khẩn cấp, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn và hiểm trở. Con sông Hói Chợ này có chiều dài khoảng hơn 2 km, nhưng có khoảng 700 mét bị sạt lở nặng. Dọc tuyến sạt lở thuộc thôn Lộc Hà, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, có trên 20 hộ dân đang sinh sống. Con đường bê tông sau lưng tôi của xóm 1, thôn Lộc Hà, xã An Thủy. Theo người dân cho biết thì con đường này trước đây người dân làm khoảng 4 mét. Qua các trận lũ thì con đường này bây giờ chỉ còn khoảng 2 mét. Mùa lũ tới thì nước chảy xiết, thì nhà cửa dân ở đấy thì hòn sờ. Nếu như hòn mà khô cái được bờ cái thì 1-2 năm tới anh cũng vô đến hàng rào nữa, thì rông vô tỉnh nhà thôi. Còn tại khu vực thôn Cổng Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống ven sông Danh. Sạt lở bờ sông nặng xảy ra trong nhiều năm, làm cho cả hộ dân nơi đây đứng ngồi không yên mỗi mùa mưa lũ. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền thường xuyên, kiểm tra cả cái điểm trung yếu để rồi là có cái kế hoạch, phương án để khi mà mùa mưa lũ xảy ra thì có cái phương án để xử lý. Lo sợ mất nhà, mất đất, nhiều hộ dân sống ven sông đã tự bỏ tiền ra làm kè
trồng tre để giữ đất. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình nhiều năm nay luôn ở trong tâm trạng bất an mỗi khi có mưa lũ xảy ra. Theo dự báo, từ nay đến tháng 2 năm 2023, trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng từ 8 tới 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 3 đến 5 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Khu vực Trung Bộ cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, dồn dập ở trong 2 tháng là tháng 10 và tháng 11. Quảng Bình tới Quảng Ngãi sẽ là khu vực có tổng lượng mưa lớn nhất vào tháng 10, khoảng từ 700 đến 1.000 mm, có nơi thậm chí là còn cao hơn. Sang tháng 11, Quảng Trị tới Khánh Hòa sẽ là nơi có tổng lượng mưa lớn nhất từ 500 đến 800 mm, có nơi trên 800 mm. Từ tháng 9 cho tới tháng 12, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện từ 2 tới 3 đợt lũ lớn ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Mà trước dự báo này, các địa phương đang chủ động đưa ra nhiều phương án giải pháp ứng phó. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục là phối hợp với lại địa phương huy động nguồn lực tại chỗ cũng như là các nguồn lực từ tỉnh để hỗ trợ nâng cấp đầu tư, đặc biệt ưu tiên các cái vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho đê điều và người tính mạng tài sản người dân trong mùa mưa bão. Tỉnh Quảng Bình cũng đã tập trung đầu tư xây dựng các cái kè kiên cố để xử lý đối với những vùng xung yếu, giúp cho dân giữ được nhà và giữ được đất. Riêng đối với những vùng có sạt lở nhưng cái mức độ ảnh hưởng lâu dài hơn thì tỉnh cũng chỉ đạo các xã, các huyện chủ động về phương án là di dời dân trước khi mà thiên tai đến. Cùng với chủ động các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, các địa phương cũng cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Công tác ứng phó của chính quyền, cơ quan ban ngành chức năng và sự chủ động của người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại mỗi khi có mưa bão. Nhưng mà về lâu về dài, rất cần sự hỗ trợ quan tâm đầu tư các chương trình, dự án chống sói lở mang tính bền vững từ Trung ương và các tổ chức quốc tế, khi mà nguồn lực của các địa phương vẫn còn hạn chế.